Ok, thì chào mừng các bạn đến với kênh sân khấu. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới có tên là Ông sao tính bạn. Đúng như vậy. Đừng chơi. Đừng chơi là như thế này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Yumi uống trà sữa. What? Yumi uống trà sữa. Nói cái mỏ. Yumi uống trà sữa. Yumi. Miệng mở to lên. Meanwhile. Ê, lát rồi Huy về tới Huy là thằng nói đỡ rồi chứ thằng Huy là thằng nghe cũng được rồi. Ông ba thấy dụ thằng gà nói á ba. Bây giờ thằng Huy là thằng nghe chứ gì? Oh shit. Lỡ Huy là thằng nói rồi. Đúng chưa? Bây giờ Huy là nghe đúng không? Huy là nói. Bây giờ nó là thằng thứ hai luôn nha. Nó mà nghe lộn một phát coi như là đi hết. Ví dụ nó ở đầu đi đúng không? Ừ. Thì coi như mấy thằng sai coi như sai hết nếu mà nó sai. Thấy chưa? Nếu mà nó nằm ở cuối thì mấy tụi mình ít ra còn phải biết được một đoạn ở giữa, ít ra mình còn đúng được để mình lấy được một chè. Một đúng không? Một là thằng Huy đó sẽ là thằng nói cái câu đó. Hai là nó phải là thằng cuối cùng. Ừ. Là nó gì đi. Đọc tới tao đi, đọc tới tao đi. Yumi. Còn 10 giây. Yumi uống trà sữa. Hả? Mày ơi. Mở miệng bự ra. Hết giờ rồi. Tôi số 1, 2, 3. Rồi. Đáng xuống. 1, 2, 3. Bye bye á. Yumi kêu mua trà sữa. Yumi kêu mua trà sữa. Em mở cái mồm to á. Wait a minute. Miệng mở to lên. Ơi trà. Yumi thì gần thứ hai, thứ ba thì kêu. Đều kêu. Nếu kêu. Nói tiếp từ sau đi. Mua trà. Mua trà sữa. Trà sữa. Còn 30 giây. Hết rồi. Thấy chưa? Rồi, Yumi cái gì đó. Yumi gì đấy, mua trà sữa. Cái từ sữa thì nó lại là kêu. Hết giả, em anh. Quánh tàu xây ra cái gì ra cái này. Thầy già. Quýt nhau. Đế chế thì già còn mình tôi trời. Anh nói Nguyễn Cậu ra chứ. Yumi chiều mua trà sữa. Yumi mua trà sữa. Yumi chiều mua trà mua trà sữa chiều mua nhiều trà sữa. Yumi chiều mua trà sữa. Yumi chiều Yumi chiều mua trà sữa. Đúng rồi. Câu đó là câu gì nha? Yumi chiều mua trà sữa. Câu đó là câu gì vậy đó? Yumi chiều mua trà sữa. Câu đó là câu gì sao? Đó là Yumi chiều mua trà sữa. Yumi chiều mua trà sữa. Kêu. Câu đó là câu gì cơ nè? Cái câu đó là Yumi uống trà sữa. Không sao. Ủa sao lại chiều mua trà sữa? Rồi. Tô gà Tung tăng Bế chắc Bế Tô gà tung tăng Bế chắc Bế chắc ok. Ủa vậy? Tô gà tung tăng bế chắc. Tô gà tung tăng. Dùng thăng. Tung tăng Bế chắc Tô gà tung tăng chạy bế chạy zắc zắc.
tung tăng bế dắt. Tô gà. Tô gà. Tung tăng. Tục tất. Tô gà. Tô gà. Tung tăng. Tung tăng. Bế dắt. Bay nhảy. Bế dắt. Tô gà tung tăng. Bế dắt. Cái gì nói thôi. Bế dắt. Nói thôi cũng không được đâu. Bế em bé. Bế dắt. Bế dắt. Bế dắt. Bế. Tô gà tung tăng. Bế. Bế. Dạ 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 dạ. Câu cuối cùng là gì? Đọc một câu ra. Tô gà tung tăng. Nó đọc một câu ra không có nữa nha. Đọc thẳng câu ra. Ok ok. Tô gà tung tăng bay nhảy. Rồi ok, câu đó tô gà tung tăng bay nhảy. Câu đó là gì vậy đó? Tô gà tung tăng bế dắt. Mà thôi. Câu đó là gì? Câu đó là gì hả? Tô gà tung tăng bế dắt. Thôi. Câu đó là tô gà tung tăng bế dắt. Thôi. Tô gà tung tăng bế dắt. Nhưng mà nãy có đứa cùng mày coi bé bé. Ở đó mày bé không phải vậy hả? Là bé em bé mà. Thì là bé thì nó bé nhá. Bé nhá. Nó kêu là bé nhá. Nghe từ cho nó rồi. Ra đi một. Ra đi một. Ok ok cho. Ok sẵn sàng. Sẵn sàng hợp tác. Sơn đồ leo ngay trong rừng. Sơn chào, đồ chào. Sơn đồ. Sơn đồ. Leo cây. Leo cây. Trong rừng. Cái gì? Trong rừng. Trong rừng. Sơn đồ. Leo cây. Leo cây. Trong rừng. Trong rừng. Sơn đồ leo cây trong rừng. Leo cây. Trong rừng. Trong rừng. Sao mấy từ cuối khó hả? Trong. Động đất. Trong. Động. Trong. 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 Không đúng không? Không đúng không? Trong. 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 Rừng. Rừng. Trong gì? Rừng. Ừ. Rừng. Cây. Rừng. 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 Không nhớ. Rừng. Sơn đù leo cây trong. Rừng. Rừng. Còn 5 giây nha. Rừng. Trong gì cơ? Biểu diễn dễ dễ hiểu không? Cái trong rừng. À dạ 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 dạ. Sơn đù leo cây trong rừng. Sơn đù leo cây. Leo cây. Leo cây. Leo cây. Răng cây. Cây cây. Sơn đù leo cây. Leo cây. Sơn đù leo cây. Đúng rồi. Trong. Trong. Rừng. Rừng. Sơn đồ leo cây trong rừng. Hả? Khu rừng á. Rừng kêu. Sơn đồ leo cây. Leo cây. Trong. Trong rừng. Khu rừng. Gừng. Sơn đồ leo cây trong rừng. Sơn đồ leo cây. Sơn đồ leo cây. Sơn đồ. Sơn đồ. Cây. Sơn đồ leo cây. Leo cây. Trong rừng. Sơn trong đồ. Sơn đồ leo cây. Sơn đồ leo cây. Trong rừng. Leo cây. Trong rừng. Sơn đù leo cây. Dạ. Hai câu sau. Ok, sơn đù leo cây là chấm hết rồi. Em không biết hai câu sau. Đâu dính. Đọc bằng khẩu vị của em á. Ok, sơn đù leo cây thủng quần. Đó là gì vậy? Sơn đù leo cây trong rừng. Sơn đù leo cây trong rừng. Đó là ai đây? Rồi. Ai ai. Sơn đù cây trong rừng. Đúng rồi. Sơn đồ leo cây trong rừng đúng không? Rồi. Trời ơi. Anh rồi. Hồi nãy em lên kia nói rồi. Anh về sau là anh sẽ bóp. Anh Bảo mập 100kg. Anh Bảo mập. Mập. Một. Lùn. 100. 100 ký. Ký. À, thế rồi đúng không? Ok 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 ok. Anh Bảo mập 100kg. Hả? Gì vậy? Anh Bảo. Anh Bảo. Ai vậy? Anh Bảo. Anh Bảo. Mập. 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 100kg. 100. 100. 1. Cái gì?
một bột một 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 trăm một trăm ký ký anh bảo mập 100 kg anh bảo 100 kg anh bảo mập 100 kg anh bảo nặng 100 kg anh bảo mập mập 100 kg sao dễ vậy? Dễ bây giờ nha. Dễ quá. Anh bảo mập 100. Anh bảo mập bảo. Bảo mập rập. Anh bảo. Anh bảo mập 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 đúng. 100. 100. 100 ký ký. Chúng ta được nghĩ lại cái quả đủ ở đó chứ mình nó ghê. Anh bảo mập 100 kg. Anh bảo mập 100 kg. Oh shit. Rồi, tao quay hay gì? Anh bảo mập 100 kg. Rồi, quay. Anh bảo mập 100 kg. Anh bảo mập 100 kg. Anh bảo mập 100 kg. Anh bảo nè. Ôi trời ơi. Trời ơi. Em cao đứng cao không? Quy nút là một thằng quy bu. Quy nút là một thằng quy bu. Quy bu. Quy bu. Đi bu. Quy bu. Quy bu. Quy bu, quy bu. Quy bu. Thằng ngu. Quy bu. Quy núp. Quy núp là một là thằng. Một thằng. 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 Quy bu. Quy. Quy. Mù. Quy, quy, quy. Quy bu, quy bu. Ngu si. Quy bu. Quy bu. Quy bu, quy bu. Khuya. Quy bu có đúng rồi. Dạ, 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 dạ. Huy núp là một thằng quy bu. Huy núp là một thằng ngu. Quy bu. Huy núp. Huy núp là một thằng. Là một thằng quy bu. Huy núp là một thằng quy bu. Huy núp là một thằng quy bu. À đây đây đây. Huy núp. Huy núp là một thằng. Là một thằng ngu. Quy bu. Quy bu. Huy núp là một thằng quy bu. Let's go. Huy núp là một thằng quy bu. Huy núp. Huy núp. Huy núp. Huy núp là một thằng quy bu. Quy bu. Đọc lại. Quy núp là một thằng quy bu. Quy núp là một thằng quy bu. Dạ. Quy núp là quy bu. Quy núp là thằng ngu. Đây, quy núp là một thằng quy bu. Đúng rồi, quy núp là một thằng quy bu. Yeah. Có điểm như sau: Hi Ha 19 điểm. Ui. Gerard 19 điểm. Ui. Học em bé đúng không? Sơn 17 điểm. Huy 19 điểm. Gà 20 điểm. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình tụi mình một like, một subscribe cũng như là cho quên bấm vô cái chuông. Đúng rồi. Thì hôm nay vui quá, thắng nhiều quá. Đầu tiên chơi mà thắng nhiều người. Vô, nhẹ, 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 nhẹ,